Tuy nhiên thì có 3 lý do sau đây mà chúng ta cần phải sử dụng dinh dưỡng bổ sung qua lá cho kịp thời. Đó là: thứ nhất là khi rễ bị tổn thương hoặc không còn do côn trùng nấm bệnh tấn công, nguyên nhân cũng là do chất dinh dưỡng bị bất động quá do các vi sinh vật, chất dinh dưỡng bị cố định do môi trường đất cũng như là các chất hữu cơ, lá và các bộ phận trên mặt đất, kể cả vỏ cây, nó cũng có thể là hấp thụ trực tiếp các dưỡng chất. Xin chào quý bà con đến với chuyên mục tư vấn kỹ thuật của công ty Sito Việt Nam. Hôm nay kính mời quý bà con đến với chủ đề vai trò của việc cung cấp dinh dưỡng qua lá đối với cây trồng. Và chúng ta sẽ gặp gỡ với thạc sĩ Lê Minh Quốc để cùng anh chia sẻ về chủ đề này. Xin chào thạc sĩ. Chào chị, xin chào quý bà con. Như chúng ta đã biết thì việc cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng chủ yếu là đường qua đường rễ, tức là mình bón phân qua gốc. Như vậy thì khi nào chúng ta sẽ cần bổ sung qua đường lá, thưa thạc sĩ? Vâng ạ, xin chào quý bà con. Thì chúng ta không thể phủ nhận là con đường chính để cho nuôi cây và để cung cấp dinh dưỡng cho cây phát triển về thân, cành, lá, hoa, trái và kể cả rễ là bằng con đường bón phân qua rễ hay qua gốc. Tuy nhiên thì có 3 lý do sau đây mà chúng ta cần phải sử dụng dinh dưỡng bổ sung qua lá cho kịp thời. Đó là: thứ nhất là khi rễ bị tổn thương hoặc không còn do côn trùng nấm bệnh tấn công, hoặc tổn thương cơ học do chúng ta xới sáo khi chăm sóc làm đất làm cho đứt rễ, thì lúc này rễ nó không thể hút dinh dưỡng từ đất để mà nuôi cây. Thứ hai đó là những điều kiện của đất nó không phù hợp, nó không thích hợp cho một rễ nó hấp thu dinh dưỡng, như là rễ nó vẫn còn đầy đủ nhưng cây không thể hấp thu được dinh dưỡng. Nguyên nhân cũng là do chất dinh dưỡng bị bất động quá do các vi sinh vật, chất dinh dưỡng bị cố định do môi trường đất cũng như là các chất hữu cơ, đất bị nhiễm mặn, khi đó độ oxy của đất nó quá cao, nó giới hạn đi cái khả năng hấp thụ nước cũng như là chất dinh dưỡng của rễ từ đất. Sự bất động các chất dinh dưỡng liên quan đến cái pH của đất cũng như là pH của dung dịch dinh dưỡng quá cao hay là quá thấp thì nó cũng không thể hấp thu những cái loại dinh dưỡng cần thiết. Sự mất cân đối dinh dưỡng trong đất là do sự đối kháng giữa các chất dinh dưỡng với nhau. Sự hoạt động của rễ ở các vùng mà nó có nhiệt độ thấp xung quanh vùng rễ nó cũng kém đi, vào các thời điểm như là ra hoa hay là đậu trái. Sự thiếu oxy khi mà đất ngập nước và thiếu nước khi mà đất khô và nó cũng làm ảnh hưởng đến vấn đề là hấp thu dinh dưỡng của rễ. Thứ ba là rễ nó vẫn hấp thu dinh dưỡng nhưng mà cây trồng nó đang cần một cái lượng lớn cái chất dinh dưỡng vào các thời kỳ chuyên biệt của nó, như là thời kỳ ra hoa hay là đậu trái. Mỗi cái thời điểm mà chuyên biệt này thì chúng ta cũng cần cung cấp cho nó những cái nguyên tố phù hợp vào cái thời điểm đó. Ví dụ như vào cái thời điểm mà nó ra hoa kết trái thì nó cần rất là nhiều cái nhu cầu về dinh dưỡng là canxi và bo. Tuy nhiên thì canxi và bo là nó là những cái chất mà nó hạn chế di chuyển trong các polymer trong cái thời điểm mà ra hoa đậu trái, mà từ rễ để lên nuôi hoa và nuôi trái. Vì vậy mà chúng ta cũng cần bổ sung cái dinh dưỡng này vào cái thời điểm ra hoa nuôi trái. Do đó mà muốn cho tăng năng suất, chúng ta cũng cần phải là bổ sung qua lá là như vậy. Cảm ơn anh. Vậy có những cái lưu ý nào khi sử dụng bón phân qua lá không, thưa sĩ? Vâng ạ. Lá và các bộ phận trên mặt đất, kể cả vỏ cây, nó cũng có thể là hấp thụ trực tiếp các dưỡng chất. Ở trên lá có rất là nhiều cái lỗ nhỏ được gọi là các loại khí khổng, các
khí khổng là cái nơi hấp thụ các chất dinh dưỡng bằng con đường phun qua lá. Đối với những cái cây trồng một lá mầm thì khí khổng nó phân bố đều kể cả hai mặt lá. Một số loại thì ở mặt trên nó nhiều hơn mặt dưới. Đối với cây ăn trái hay loại cây thân gỗ thì các khí khổng thường tập trung nhiều ở dưới mặt lá hơn. Do đó khi dùng phân bón phân qua lá, chúng ta cần phải hiểu cái đặc điểm của cây trồng, loại cây trồng về sự phân bố các khí khổng mà chúng ta cung cấp nó hiệu quả hơn và giúp cho cây trồng hấp thụ phân bón lá tốt hơn. Và ngoài ra thì cái bề mặt lá ở những cây trồng nó cũng khác nhau và nó có thể có lông hay là không có lông, có hay là không có lớp sáp và lớp sáp dày hay là lớp sáp mỏng. Tùy vào là cái tuổi lá, cái loại cây và điều kiện sống mà cái cấu trúc này nó sẽ khác nhau. Những loại cây trồng có lớp lông, có lớp sáp dày thì nó khó hấp thụ dinh dưỡng qua lá hơn. Do đó mà chúng ta cần phải bổ sung thêm những cái loại chất như chất cải, chất bám dính hay là các chất hỗ trợ tăng sự hấp thu dinh dưỡng qua những cái tế bào khí khổng qua lớp lông, lớp sắc dày này. Thì việc cung cấp những cái chất này nó cũng giúp chúng ta hạn chế được vấn đề ảnh hưởng qua lá và giúp cho nó nhanh chóng hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn qua bề mặt lá. Khi mà phun qua lá, bà con nên lưu ý để phát huy tác dụng của nó. Khi mà chúng ta cung cấp phân qua lá thì chúng ta cần cung cấp đủ nước ở đường rễ, và trong giai đoạn này cũng tạm thời không bón phân qua rễ. Cảm ơn anh. Thưa thạc sĩ, thì thạc sĩ cho biết cho bà con biết thêm cái việc phun với các dinh dưỡng qua lá như thế nào để đạt được hiệu quả cao.